Chim cô gái hay xin kính chào tất cả các bác cao tuổi, các chú, các anh cũng như các bạn và tất cả các em và các cháu thiếu niên nhi đồng. Thì sau nhiều năm thì cũng đã có rất nhiều những fan hâm mộ biết đến kênh Chim Cô Gái Hay ở trên mạng internet, mạng xã hội. Thì hôm nay xin giới thiệu với các bác, tôi mạn phép là xưng tôi cũng như là các bác hơn hoặc là các bác ngang cũng chấm trước để cho dễ xưng hô cho câu chuyện. Thì tên đầy đủ của tôi là Vũ Văn Thao và cái số điện thoại là 0335305982. Tôi thì sinh ra và lớn lên thuộc địa chỉ là gần cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì hiện nay thì tôi đang ngồi trên cái máy tính và cái video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một vài cái điều cho quý vị và các bạn như sau. Thứ nhất là tôi xin giới thiệu cái kênh của tôi để cho các bác tiếp cận. Thì xin phép sử dụng cái quay cái màn ảnh máy tính để cho các bác hình dung cho nó dễ. Các bác có thể biết đến kênh Chim Cô Gái Hay với cái cụm từ tìm kiếm là Chim Cô Gái Hay, có thể là qua Facebook, qua YouTube, qua công cụ là máy vi tính hoặc là điện thoại hoặc là các thiết bị khai thác mạng internet. Thì các bạn vào cái chương trình và các bạn vào cái YouTube. Đó, vào cái trang chủ YouTube thì đây là trang chủ YouTube. Thì các bạn có thể là vào cái mục tìm kiếm và các bạn gõ chữ Chim Cô Gái Hay. Đây là cái tên dễ tìm kiếm nhất. Thì các bạn có thể tìm thấy viết không dấu viết liền. Thì ngay đây các bạn nhìn thấy cái biểu tượng có cái hình tròn và có cái con chim đứng ở trên bảng. Và cái số điện thoại là 0335305982. Thì các bác vào luôn cái mục tìm thấy. Thì trên cái giao diện xanh có một thiếu nữ vùng Sơn Cước và có cái video giới thiệu về kênh. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước, lời ru của bầm. Vườn chim cô gái miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi... Đó, thì các bác vào đến đây, các bác cũng đã biết đến kênh của Chim Cô Gái Hay. Ngoài ra thì các bác có thể tìm kiếm theo cái
tên là Vũ Văn Hang. Đó, các bạn đánh như thế này, không giấu, thì các bạn tìm kiếm thì nó cũng sẽ lên, nó cũng sẽ lên cái video này và những cái file có cái số điện thoại này. Thì ngày trước có phải nó là số 0163 thì bây giờ nó là số 033. Để báo cáo với các bác vừa rồi là bên mạng Viettel là mình sử dụng 11 số thì nó có điều chỉnh là như vậy. Đó thì đấy là trên cái YouTube. Đó, trên là YouTube thì nó sẽ vào kênh. Đó, thì trên cái kênh này thì các bạn biết rất nhiều. Thứ nhất là ở cái phần hướng giới thiệu, thì trên cái kênh này mình cũng có giới thiệu rất là cụ thể. Đó, đây là cái phần hiển thị thêm, mình có giới thiệu về trang web là chimcugayhay.com và trên Google Style là chimcugayhay, Ba Vì Hà Nội và Facebook nữa. Thì cái Facebook thì các bạn cũng như vậy thôi, các bạn vào cái chương trình Facebook. Đó, các bạn vào cái Google tìm kiếm đây, các bạn gọi chữ Facebook và các bạn vào trang Facebook. Thì trên cái tài khoản Facebook của các bạn thì các bạn cũng gõ tìm kiếm chim cu gáy hay, cứ gõ đúng như cái cụm từ này thì bản thân chim cu gáy hay là nó cũng sẽ ưu tiên và sẽ nổi luôn cái biểu tượng của chim cu gáy hay đây. Thì đây chính là cái trang Facebook chính của mình. Thì trên cái trang đấy cũng có luôn cái thể hiện cái số điện thoại là 0335305982 tên chim cu gáy hay. Đó. Và các bạn có thể là kết bạn. Đó, đây như vậy bạn này kết bạn thì tôi sẽ bạn Nguyễn Thanh thì tôi sẽ đồng ý kết bạn. Và tất cả những cái ứng dụng của Facebook thì các bạn biết rồi, đúng không ạ? Thế còn giới thiệu với các bác là trên cái việc giao dịch về kinh nghiệm cũng như cái trong cái việc các bác muốn mua những con chim thì báo cáo với các bác là các bác vào cái kênh, sau khi các bạn vào YouTube và vào cái kênh chim cu gáy hay rồi thì các bạn nhìn cái phần video, các bạn bấm vào cái phần video này thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái video của chim cu gáy. Đấy, hiện bây giờ là có khoảng rất là nhiều vài trăm cái video được đăng tải hàng ngày, và như các bác là hiện giờ là có khoảng 20.590 đến ngày tính đến ngày hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018, 20.590 là fan, những người đăng ký kênh chim cu gáy hay của mình. Để khi các bạn bấm vào cái thẻ video thì nó sẽ hiện lần lượt những cái video nào mới đăng, như cái này mới đăng 1 giờ trước thì nó là hiện đây. Đấy, cũng là cái nào mà càng đăng thì nó càng lùi dần về thời gian. Thế nhưng mà từ cái tên của nó như thế này, khi các bạn gọi điện các bạn tôi sẽ nói chuyện với các bạn và tôi sẽ đọc cái tên video của các bạn thì nó sẽ có ở đây. Ví dụ như là có một bạn muốn hỏi một con chim giọng thổ thì tôi chỉ qua cái kênh mạng xã hội, qua điện thoại tôi sẽ hỏi là anh vào cái kênh chim cu gáy hay, vào cái mục video và vào cái mục là tên video thì các bạn đưa ngay vào cái mục tìm kiếm ở trong kênh, chứ không phải là tìm kiếm ở trên YouTube chung chung, mà các bạn đưa ngay vào cái mục tìm kiếm ở trong kênh và các bạn bấm vào đây. Thì các bạn ví dụ như là tôi bảo là anh vào cái clip 88 để xem con đấy, hay là con clip 89 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thì anh chỉ cần gọi CNIP clip đúng không, 89 89, và các bạn enter, vậy vị trí là nó sẽ tìm kiếm tất cả những cái video của thao chim cu gáy hay, nó sẽ có cái file nào mà nó có tên clip thì nó sẽ nổi ra đấy, và đây là nó ưu tiên cái số 89 đúng không ạ. Thì các bạn bấm vào đây các bạn xem đúng không ạ. Các bạn bấm vào đấy thì cái clip 89 này nó sẽ thể hiện ra và các bạn quan sát thật kỹ cái con.
nhất thì chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn. Khi các bạn nhận, các bạn thả chim vào lồng, các bạn sẽ so sánh với hiện thực và cái clip ở trên kênh. Và thường là tôi sẽ trước khi chuyển, tôi sẽ làm một cái clip và gửi cho các bạn trước khi gửi, và niêm phong cửa, niêm phong con dấu tem vào. Thì đấy là một cái cách mà chúng ta có thể là giao lưu với nhau. Đấy. Bởi vì các bạn với tôi ở xa nhau, tôi thì thiết lập được một cái ekip rất là tin tưởng, rất là chất lượng, rất là chuyên nghiệp. Có nghĩa là có văn phòng đại diện ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả những cái việc con chim từ nhà tôi đến tay các bạn là đều là theo một cái ekip là người của tôi. Có văn phòng đại diện, có những cái người đã làm việc quen rồi. Chứ không phải đứng đường, đứng chợ, bến bãi mà những cái người làm việc không có cái độ tin tưởng. Đấy là tôi vẫn nhấn mạnh với các bạn như vậy. Trên cái Facebook cũng vậy các bạn ạ. Facebook thì tôi cũng có chia sẻ. Tôi có chia sẻ hàng ngày. Đó, các bạn trên cái Facebook này thì tôi cũng đăng, đúng không? Thì các bạn cũng vào cái mục những cái bài chia sẻ đấy. Đấy, thì các bạn có thể thấy được những cái nội dung mà chúng ta cần giao lưu với nhau, cùng thương lượng với nhau. Ngoài ra thì ở cái phần giới thiệu kênh này thì các bạn biết là xin phép là vào cái đây, vào cái này nó sẽ chạy. Thì ở cái phần đọc thêm, ở phần giới thiệu kênh này, các bạn nhé, thì nó có tất cả những cái thông tin, ví dụ như là cái thông tin về số tài khoản. Số tài khoản thì đây là số tài khoản ngân hàng nông nghiệp, nghĩa là 2210 205 156 681, là số tài khoản ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Ngoài ra thì cũng có một cái số tài khoản nữa các bạn ạ, thì tôi cũng xin cập nhật bổ sung tại đây. Đó. Thì cái số tài khoản nữa thì được ở đây thì tôi cũng xin bổ sung thêm là cái số tài khoản là BIDIDV và số tài khoản của nó là 45110006177762, cũng tên là Vũ Văn Thao. Đó. Thì là các bạn có thể tiện các bạn chuyển khoản qua cái quầy hay là qua cây hay là qua điện thoại của các bạn. Thì tôi có để lại thông tin là tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Cái BIDB này là số tài khoản là 45110006177762. Đó, và tài khoản ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ba Vì là 2210 205 156 681 các bạn. Đấy là sẽ có cái thông tin như vậy. Thì các bạn sẽ chuyển khoản và tôi cũng sẽ ưu tiên giảm giá cho những bạn chuyển khoản một phần nào. Đó, đấy do chúng ta giao dịch. Mà nên nhớ là tôi rất ít giao dịch qua tin nhắn. Đấy, các bạn cố gắng theo dõi kênh. Hàng ngày tôi ra những cái video, tôi cố gắng mà đặt tên video và ngày đăng video cũng như là cái nội dung video đăng ở đâu, đăng trên Zalo hay là trên YouTube hay trên Facebook. Và tôi sẽ cố gắng để thông tin đấy để cho các bạn tiện tìm hiểu thông tin. Thì ngoài ra thì các bạn có thể là biết đến, vừa rồi thì mình cũng có tăng thêm những cái kênh để chúng ta tiện giao lưu các bạn ạ. Trong đó là có cái mục là trang web. Thì ở đây là trang web, thì cái mình đã phát triển trang web là chimvuaihay.com. Thì các bạn có thể vào Google, các bạn
bạn có thể vào đây. Đó, các bạn gõ đúng vào cái chimque.com thì nó cũng sẽ ra cái trang web, đúng không ạ? Trên trang trang web này thì mình có chủ yếu là phát triển chim cu gáy, ngoài ra thì cũng có một số cái sản phẩm ở Ba Vì, đúng không ạ? Đấy, thì đó là những cái thông tin chính thống, đúng không ạ? Đó là những thông tin chính thống từ cái trang web của chim cu gáy hay. Như các bạn nhìn thấy là trang web như đây, rồi tất cả những thông tin, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ ngân hàng, số chứng minh thư, và người quản trị chính là tôi, là tên là Vũ Văn Thăng. Đấy là về trang web các bạn ạ. Ngoài ra thì trên Google Style thì nó cũng có cái ứng dụng thiết kế web, thì mình cũng có đăng tải. Thì các bạn thấy là các bạn cũng có thể tìm gõ để các bạn tham khảo một cái trên dịch vụ Google. Xin lỗi các bạn, để tôi tìm hiểu xem. Hoặc là các bạn vào đây đi, các bạn vào trang chủ Google, rồi các bạn gõ là chim cu gáy 23 thì Hà Nội, rồi các bạn gõ tìm kiếm thì tự nó sẽ, Google nó sẽ tìm kiếm đúng. Đấy, các bạn nhớ nhá, chim cu gáy 23 thì gõ liền như thế, không giống như thế. Mà các bạn gõ vào đây thì các bạn thấy không, thì đây là cái trang web cũng là chim cu gáy hay. Đấy, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và cũng là cái số điện thoại 0335305982. Thì trên đây thì chúng tôi cũng có rất nhiều những cái tương tác, đúng không ạ? Có những cái thông tin, có những cái từ con đà điểu, con chim gáy, khách non mồi, rồi những cái sản phẩm mà tôi có đang bán để giao dịch, và có liên kết đến Facebook, Google, YouTube và trang web các bạn ạ. Đấy, thì và đó là những cái sản phẩm như là chim chòe than, tranh tứ quý, là điều chủ, nhưng mà cái kinh doanh của tôi phần lớn là chiếm đến 80% là về cái trang trại chim cu gáy của tôi, chứ giống chim mà cái mã ngỗng phấn hồng đấy. Nó rất là gắn liền với tôi lâu rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ đến cái số 0989177982, số thứ hai của tôi, còn cái số này là số của bà xã thôi. Thì ngoài những cái lúc tôi không nghe được thì có thể là bà xã cũng có thể là giúp tôi. Trên cái trang web này thì các bạn có thể là bấm vào cái mục tóm tắt của chim cu gáy hay, thì cũng có những cái video nó sẽ giới thiệu. Thì trong cái phần này thì nó có cái phần giới thiệu chim cu gáy, chim cảnh, đà điểu, con giống, rồi trong đó có phần liên hệ mua hàng và thanh toán, đúng không ạ? Thì các bạn vào cái mục này, đúng không, thì các bạn có thể biết ngay đến cái thông tin. Thứ nhất là địa chỉ, thứ hai là tài khoản ngân hàng đây ạ. Đấy, cũng Adibank 2210205156681, rồi cũng có cái BIDV. Đấy, thậm chí là có cả thông tin mã thẻ luôn, chi nhánh gì ở đâu đó, và cái website như thế nào. Thì đây là một cái người ta bảo là bán hàng thì phải quảng cáo và phải nói ra cái hay, cái thông tin bổ ích của mình để cho mọi người biết đến, là cũng không có vấn đề gì cả. Đây là tôi đang giới thiệu về tôi và tôi đang quảng cáo với mọi người về cái trang web, về cái kênh chim cu gáy hay của tôi. Đấy, mong là các bạn cũng có thể là hiểu thêm, chia sẻ thêm với bạn bè người thân để chúng ta cùng phát triển trong cuộc sống. Đấy, ngoài ra thì tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn là trên cái kênh Zalo, cái Zalo của tôi thì tôi, các bạn cũng có thể kết nối Zalo với tôi qua cái số điện thoại đăng ký Zalo của tôi là số ngày xưa 0163530982. Đó, thì các bạn vào cái mục tìm kiếm ở Zalo và các bạn biết ngay là cái Zalo của tôi nó có biểu tượng là kênh chim cu gáy hay. Đó, đây này, các bạn biết là cái biểu tượng hai con chim non bậu trên cái cây xanh, và số điện thoại cũng như vậy thôi, 0335305982. Thì các bạn yêu cầu kết bạn, hoặc cả tôi có thể là gì, tôi gọi video cho các bạn để hoặc là chụp ảnh gửi video, gọi trực tiếp để cho các bạn xem chim. Đấy, ví dụ như bạn này hỏi có giao hàng toàn quốc, thanh toán tiền nhà, ok, thì tất cả những cái đó là cái chúng ta giao lưu với nhau các bạn ạ. Thì
Đó là một cái điều rất là tốt để chúng ta biết đến nhau, đúng không ạ? Thì trên cái điện thoại cũng vậy thôi, máy tính cũng vậy thôi, chúng ta sẽ kết nối với nhau, chúng ta sẽ kết nối với nhau, đúng không ạ? Thì đó là chúng tôi đây, tôi cũng xin phép tôi vào cái trang YouTube của tôi, một cái chia sẻ rất nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Đây, các bạn có thể tìm kiếm ở cái trang này, cái video này là đây là cũng không mang tính chất là khoe khoang, nhưng đây là cái chia sẻ mà cũng có thể là các bạn hiểu là thế nào cũng được, nhưng với tôi thì tôi xin chia sẻ là chúng ta sống với bản thân mình, với những người thân của mình, chứ không phải sống vì những cái người khác là bình luận như thế nào, mà cái việc này là không phải mang tính chất khoe khoang mà là chia sẻ. Thì qua một cái thời gian rất lâu thì nhờ có những cái video ở trên YouTube của tôi, nó được nhiều người theo dõi, nhiều người đăng ký và nhiều người like cũng như nhiều người comment và nhiều người xem. Mà cái chủ đề về chim này thì cũng rất là có rất nhiều người nước ngoài xem. Đơn giản là các bạn thấy là ở cái video này thì cái ngày 21 tháng 11, có nghĩa là cái tháng 11 đó, thì chúng tôi có được cái bên Google người ta gửi cái số tiền nhờ cái việc là phát triển trên kênh YouTube là tính bằng tiền đô đấy. Thì các bạn biết là đây là cái rất là may mắn đó, đây là các bạn biết là khi mà đi thì chúng ta phải mang theo cái chứng minh thư, đúng không? Đấy, mang theo chứng minh thư đấy, đang ở quầy ngân hàng. Chuyển thẳng vào số tài khoản chính của mình ở Việt Nam, hoặc chúng ta có thể rút tiền mặt tại ngân hàng và rút thì qua cái dịch vụ của cái dịch vụ của dịch vụ rút rút tiền Western nhé các bạn cứ, nhưng mà với điều kiện là các bạn phải tự xây dựng cho mình một cái kênh YouTube, biết cách kiếm tiền, và cái tiền này thì nó không phải là lấy của ai cả. Cái tiền này là nhờ với video này hay thì các nhà quảng cáo sẽ gửi cái hợp đồng quảng cáo với cái quản trị của Google, của YouTube và cái cuộc thỏa thuận giữa ba người là gồm có người có kênh YouTube là tôi và quản trị YouTube và nhà quảng cáo, ví dụ như là Soli hay là Thai hay là Comfort hay là cái gì đó chẳng hạn, hay một sản phẩm gì, dịch vụ du lịch gì tất đất. Thì khi video của chúng tôi đang phát và có những cái banner, có những cái tiêu đề quảng cáo hoặc có những cái file chạy quảng cáo đó, thì những cái phần đấy là cái người cái nhà nhà cần quảng cáo họ sẽ phải trả một cái phần tiền ở đấy cho quản trị của Google, và Google sẽ chia là 60% cho cái những người như tôi và các bạn có những cái video bổ ích. Video thực sự là bổ ích và có nhiều người xem. Đấy, thì đấy là cái cuộc chơi cũng như là cái lợi ích, mà cái nguồn thu nhập nó cũng sẽ là cái tăng thêm. Thì với cái đà này thì mình cũng rất là có động lực để mà tiếp tục đăng tải những video về chim và về những cái con vật hoang dã ở vùng nông thôn, hoặc là những cái khoảnh khắc đời thường đẹp, đáng yêu hoặc là quý hiếm. Mình phải chịu khó mình làm hôm năm nay thì không có nhiều người xem, nhưng 10 năm sau, 3 năm sau, 2 năm sau sẽ có người. Và như tôi thì tôi đã nhận được một thành quả bất ngờ thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn đó, một cái thành quả bất ngờ. Đây là nguồn thu nhập thêm hàng tháng các bạn nhé. Thêm hàng tháng đấy, các bạn nhìn rõ này, khi cái này là rất là khó nhé, các bạn phải nhờ người đăng ký, mặc dù chúng tôi là người Việt Nam thì tôi có thể mượn một địa chỉ nào đấy để làm hoàn tất cái hồ sơ trên Google đó, và cái số tiền
được thanh toán trong cái tháng 11 vừa rồi là như vậy. Đấy là đây là mang tính chất là chia sẻ để cho các bạn trẻ và một số anh em là đang có cái thời gian rảnh rỗi, chúng ta nên tự xác lập cho mình một cái kênh YouTube. Đấy. Thì trong đó cái chủ đề về kênh chim chim cảnh thì có rất nhiều những cái kênh, nhưng mà kênh của mình thì cũng được may mắn mình được nhiều người quan tâm cũng nhờ cái phần mình làm việc rất là nghiêm túc. Đó. Nên là cái chủ đề về giải trí, cái chủ đề về các ngôi sao, hay là chủ đề về những cái trò cười, hoặc thì một số những cái kênh mà người ta làm những cái việc gọi là củ chuối, hoặc là phá hoại, hoặc là bựa, hoặc là cái gì đấy, rồi thì nó có thể là thu hút rất nhiều người xem. Thế nhưng mà toàn những cái người xem tại Việt Nam, vì người ta phải ngôn ngữ Việt Nam, thì những cái đơn quảng cáo cho cái view Việt Nam thì nó không cao. Thì các bạn nên làm những cái chủ đề về những cái khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú, rồi những cái đi rừng, rồi những cái cuộc sống sinh tồn, rồi những cái chưa ai làm, như là ở trên không, dưới nước, hay là chọi nhau, hay là động vật nhỏ nó. Tóm lại là những cái khoảnh khắc mà chưa ai làm, những cái gì cuộc sống chỉ đến với những người mà biết tìm tòi những cái gì chưa ai tìm, biết sáng tạo những cái ai chưa nghĩ ra, và dám làm những cái điều mình dám nghĩ. Chứ còn nếu như một số, tôi thấy một số các bạn trẻ bây giờ, các bạn làm những cái video, cố tình làm những cái video để câu view, thực tế là tôi thấy là cũng tốt, cũng một phần nào giải trí, nhưng mà thực sự là nó không mang lại được cái giá trị thực sự, nó không có cái tính bền vững. Thực ra là có những cái khoảnh khắc khi mà YouTube thì nó cũng có là một cái sân chơi rất là rộng, mang tính chất là toàn cầu. Bản thân mình ngồi đây mình có thể xem được những cái video ở Mỹ, ở Campuchia, hay ở Anh, hay là, thì đó là những cái trí tuệ, những cái khoảnh khắc, những cái hình ảnh âm thanh được đóng góp trên toàn thế giới. Nhưng mà nhiều khi các bạn quay những cái video đập phá điện thoại, thì tôi thấy là thực sự là nó cũng, đây không phải là mang tính chất là gì cả nhá, đây là chia sẻ thôi. Còn nếu có động chạm với ai thì các bạn có thể bỏ qua. Đấy, nhưng mà riêng tôi thì tôi cũng không bình luận, mình chả ai động đến mình không phải việc của mình. Đấy, thì các bạn thấy là thực tế là hôm tháng 11 mình có một cái, đây là ngày 21 tháng 11, và ID thanh toán là như thế này, phương thức thanh toán như thế này. Đấy, Western Orion, Medium Western, mã số này. Đấy, quốc gia là ở bên Singapore nhá, tiền đô lắm, đây là lấy tiền đô ở Singapore. Thì mong rằng là các bạn trẻ hoặc là các bác cũng có thể là tự giống vào mình. Và cái mục đích của video của ngày hôm nay ấy, thì mình cũng xin giới thiệu nó rõ ràng hơn về cái kênh chim quay hay, để cho các bác biết là như vậy. Đó, thì trên cái avatar thì mình có nhìn thấy đây, đó, một cái hình ảnh lương trẻ, đúng không? Và luôn luôn là cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn đã đồng hành cùng với Thao Chi Cô Gái, đã đăng ký cũng như đã comment, đã kết bạn Facebook, Zalo, Google, rồi vào ghé thăm trang website. Đó, ví dụ như vậy. Thì vừa rồi thì mình cũng có đăng cái bài như vậy, và trên cái phần mềm thì hiện giờ mình đang dùng cái phần mềm để nó gọi là cái phần mềm Camtasia để mình làm những cái video. Có những cái video mình quay bằng điện thoại thì mình không có thời gian để mình làm, mình phải có thời gian chăm sóc chim nữa, thì mình cứ đăng tải lên thôi. Mục đích của mình đăng tải lên là, một là mình sẽ bán hàng cho các bạn, hai là vô tình cái việc đi qua những cái video bán hàng đó thì được thế giới, được mọi người xem, thì như được cái lượt quảng cáo nhảy vào, thì đó là những cái nguồn thu thụ động các bạn ạ. Thì đây là chia sẻ. Thì trên cái tinh thần mà mình cũng là vừa quảng cáo, vừa bán hàng, vừa giới thiệu những cái mà mình đạt được, nhưng không có tính chất phô trương, để chia sẻ với tất cả các bạn trên mọi miền tổ quốc. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi, sẽ đồng hành, sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới. Đấy, mình hứa mình sẽ cố gắng là đem lại những cái niềm vui và giữ lại bằng luôn luôn là bảo vệ cái uy tín của mình, để giữ chọn cái niềm tin cho tất cả các bác cũng như anh em chơi chim cu và muốn mua những cái sản phẩm từ chi con đà điểu, con chim, hay con chuột khoang, hay là
những cái sản phẩm mà tại quê hương Ba Vì mình, trong đó là có người thân anh em và bạn bè có bán thì mình cũng sẽ đăng, hoặc là bản thân mình có thể là bán hoặc môi giới, hoặc là mình có thể là bán trực tiếp cho người nhà. Thì cái việc đó là do chúng ta thỏa thuận thôi. Đấy, cái nhu cầu kiếm tiền thì không có ai là đáng trách cả, cũng không có gì là phải bình luận cả. Ai cũng có nhu cầu kiếm tiền, đúng không ạ các bạn? Thì cuối video là cũng xin nhấn mạnh là cái uy tín và những cái cách mà mình gửi con chim đến giờ phút này là đến tận miền Tây, đến tận Phú Quốc, đến tận Đồng Tháp, đến tận ga Sài Gòn, đến tận bến xe miền Đông, đến tận Quảng Trị, đến tận Quảng Ngãi, hay đến tận miền Trung, hay là từ đầu đất nước đến cuối đất nước, thậm chí là sang cả nước ngoài. Thì đó là cái việc mà mình đã làm được. Đấy. Thì cũng mong muốn là cái việc uy tín và cái niềm tin, thì các bạn hãy tin tưởng đi, mình sẽ chơi với các bạn đến tận cùng, đến tận cuối. Và nếu như có vấn đề gì không ưng ý, các bạn lên gọi điện thẳng với Thao, góp ý thẳng với Thao, thì Thao sẽ sẵn sàng đối thoại trên tinh thần là gì, đàm thoại, hai bên cùng có lợi. Thì cái việc kinh doanh qua mạng là nó rất thuận tiện trong cái thời buổi này, và nó nếu như các bạn nắm bắt được đó là cái cơ hội. Còn nếu như các bạn là không tốt, không làm thì đó nó cũng sẽ vùi dập các bạn, và nó các bạn cũng sẽ không có những người quan tâm nữa, thì các bạn trở thành là cô độc đó. Thì cuối video thì mình xin chúc tất cả các fan hâm mộ đã đăng ký kênh và các bác trong những cái thời gian lao động vất vả cuối ngày, mệt mỏi, các bạn có thể là ghé thăm xem những cái khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú, những tiếng gù, những tiếng gáy gọi của những tiếng chim cu, một cái hình ảnh miền quê Bắc Bộ Việt Nam, để các bạn có được cái không gian giải trí thư thái. Và xin nhấn mạnh lại một cái số điện thoại là 0335305982 và 0989177982. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, chia sẻ những cái mới hơn, giao lưu những cái hay hơn. Thân ái, chào tạm biệt.